Kè khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa thuộc hạ lưu sông Đà Rằng của tỉnh Phú Yên có chức năng bảo vệ khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa. Tuy nhiên hiện nay đang bị sụt lún, có đoạn sạt lở nặng và trong thời gian tới, nếu mưa bão phức tạp kết hợp với chiều cường tiếp tục đi sâu vào cửa sông, thì tuyến kè này tiếp tục bị uy hiếp, nhất là đoạn nằm phía bắc cầu Hùng Vương vốn đang bị hư hỏng nặng và uy hiếp khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa. Đây là một trong những điểm bị sạt lở trên tuyến kè bờ nam của khu đô thị Nam Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Ở vị trí này thì nặng nhất với chiều dài bị sóng đánh sạt lở lên đến 150m và toàn khu vực này gần như là bị sập hoàn toàn. Theo người dân ở đây, đoạn kè nằm cuối cửa sông Đà Rằng này bị sạt lở từ tháng 9 năm nay. Từ đó đến nay, sóng lớn uy hiếp liên tục, nên mái, đà bê tông, cốt thép trên đỉnh kè bị sóng đánh vỡ, gãy, cuốn trôi chỉ còn phần móng. Sóng lấn sâu vào bên trong gần 10 mét đất. Ở một số vị trí khác nằm phía trên cầu Hùng Vương đến cầu Đà Rằng cũ, nhiều cấu kiện bê tông cũng bị sụt vỡ. Kè này là lúc trước là nó theo thiết kế theo cái hình thức kè bờ sông bởi vì cái cửa biển nó bị ngồi. Tuy nhiên hiện qua các năm trước thì cái cửa biển đại diện nó bị sông thực cho nên là tỉnh đã đầu tư một cái dự án là kè đại diện. Tuy nhiên là hiện nay dự án chưa hoàn thành cho nên là nó chưa tránh được bên trong. Đồng thời với cái việc hình thành cái vô cát bên trong sông thì nó chiếm toàn bộ khu vực cái bờ kè sông này thành cái chịu tác động trực tiếp của sóng biển. Là nay mai mà nếu mà tỉnh mà không ái lại cái bờ kè đây là nó sẽ quấn bức bờ kè là nó sập luôn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, để sửa lại các điểm sạt lở trên tuyến kè này thì cần khoảng 64 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn kinh phí của thành phố không đảm bảo so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 nên đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét và quyết định. Việc khắc phục những vị trí hư hỏng này cần sớm được triển khai.